Chiều ngày 26 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện một đường dây vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép khí cười, xử lý 3 đối tượng có liên quan. Các đối tượng là Lê Châu Thông, sinh năm 1978, trú tại phường Hương An, thành phố Huế, chủ kho bình chứa khí cười ở đường Tránh Huế thuộc tổ dân phố Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, và Đoàn Nhật Phi, sinh năm 2003, trú tại phường Trường An, chủ kho bình chứa khí cười ở số 108 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, và Nguyễn Hoàng Liêm, sinh năm 2003, trú tại phường An Đông, thành phố Huế. Trước đó, công an bắt quả tang đối tượng Liêm đang vận chuyển 3 bình chứa khí cười tại số 108 Đặng Huy Trứ do Đoàn Nhật Phi chỉ đạo Liêm đi giao bán cho khách. Tiến hành kiểm tra xe tải do Lê Châu Thông làm tài xế, phát hiện có 29 bình chứa khí cười. Tiến hành kiểm tra kho hàng của Thông và Phi, công an phát hiện và thu giữ thêm 97 bình chứa khí cười. Ngày 24 tháng 6, gia đình ông M, thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn làm đám giỗ, có mời nhóm thợ xây, trong đó có Nguyễn Văn Âu, đến nhà anh T là con trai ông M. Khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi đã ăn uống xong, mọi người ra bàn uống nước thì giữa Âu và Thọ là cháu ruột ông M xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Âu bỏ ra về thì bị Thọ dùng xe máy đuổi theo, đâm vào người nhưng Âu tránh được. Âu sau đó vào bếp nhà một người dân lấy một con dao nhọn để về nhà, nhưng bị Thọ đuổi theo bằng xe máy. Lúc này Thọ bị ngã xe máy nhưng vẫn tiếp tục nhặt một đoạn gậy gỗ lao vào đánh Nguyễn Văn Âu. Bị đánh nên Âu lấy con dao nhọn ra, đâm vào tai và vùng ngực của Thọ, rồi vứt con dao vào khu vườn nhà ông M. Thọ sau khi bị dao đâm vẫn tiếp tục lao vào xô xát với Âu. Sau đó do mất nhiều máu nên Thọ tử vong, còn Âu đã đến công an xã Bảo Sơn đầu thú và khai báo về hành vi của mình. Ngày 26 tháng 6, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan trong vụ sử dụng súng bắn chết một nam thanh niên. Theo đó, Nguyễn Đức Tài, 35 tuổi, ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bị khởi tố về hành vi giết người. Khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Văn Tùng, 39 tuổi, Nguyễn Phương Duy, 27 tuổi và Nguyễn Tấn Phước, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Khởi tố về hành vi che giấu tội phạm đối với Nguyễn Văn Thuấn, 38 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 23 tuổi và Nguyễn Hữu Trọng, 25 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nguyễn Hoàng Ân, 28 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Huỳnh Đức Khánh, 25 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, ngày 4 tháng 6, do mâu thuẫn cá nhân, A, 27 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, sử dụng một súng tự chế bắn vào trại nuôi gà của Nguyễn Đức Tài. Ngay sau đó, Tài chạy vào trại gà lấy một khẩu súng mua từ trước ra bắn A tử vong. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX vừa ban hành quyết định đình chỉ một phần hoạt động giao dịch đối với công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI. Cụ thể, VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với TVSI tại Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lý do đình chỉ là TVSI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, thời gian đình chỉ từ ngày 27 tháng 6 năm 2023 đến khi TVSI được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt. Ngày 26 tháng 6, liên quan vụ người đàn ông đánh giả mang một phụ nữ ở quán ăn, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông S, 38 tuổi, ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau. Ông này bị phạt về hành vi người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, ngày 6 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ông S đánh giả mang bà A, 43 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau. Từ năm 2021, hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Khi bà A dùng xe máy chở ông S đến quán ăn để ăn tối, do có ghen tuông từ trước, trong lúc ăn thì giữa hai người cự cãi dẫn đến đánh nhau. Chiều ngày 26 tháng 6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng đồn biên phòng Kỳ Khang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
Vào lúc 5 giờ ngày 26 tháng 6 tại khu vực bờ biển xã Kỳ Xuân, địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bắt quả tang Trần Văn Toàn, 47 tuổi, trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, có hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép. Kiểm tra, lực lượng thu giữ 7 quả mìn tự tạo, có trọng lượng 2,3 kg, 5 kiếp nổ, 1 mét dây cháy chậm. Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Toàn, lực lượng thu giữ thêm 1 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng thể thao, 1 khẩu súng tự chế và 22 viên đạn thể thao. Trưa ngày 26 tháng 6, Bệnh viện 199 quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 7 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trẻ nhỏ đang cấp cứu tại khoa cấp cứu và khám bệnh của bệnh viện. Chị B, 33 tuổi, du khách đến từ Hà Nội cho biết, khoảng 8 giờ ngày 26 tháng 6, con chị B, 8 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa và tiêu chảy. Đến hiện tại, sau khi được truyền nước, cháu bé dần ổn định. Trước thời gian có triệu chứng, gia đình chị B đi đến nhiều điểm ở thành phố Đà Nẵng và thưởng thức nhiều loại ẩm thực ở quận Sơn Trà. Ngay sau khi các du khách nhập viện, Phòng Y tế quận Sơn Trà, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã có mặt để nắm thông tin lịch trình của đoàn du khách về việc sử dụng dịch vụ ăn uống, điều tra nguyên nhân ngộ độc.